Hachiko xin kính chào các bạn. Hôm nay Hachiko sẽ giới thiệu với các bạn cái loại dầu tắm của Mỹ, Tropilin. Thì từ ngày 10 tháng 4 cho đến ngày 30 tháng 4 thì bên Hachiko sẽ giảm giá cái dòng sản phẩm Tropilin dầu gội cho thú cưng, chó mèo 20%. Tức là cái giá bán hiện tại là 255.000. Từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 thì Hachiko chỉ bán 199.000 thôi nha các bạn. Sau đây mình sẽ giới thiệu cái công dụng của từng loại, tại vì trong cái sản phẩm này nó có 4 loại có với công dụng khác nhau, các bạn để ý. Đây là cái papaya and coconut, có nghĩa là dầu gội và dầu xả 2 trong 1. Chiết xuất từ đu đủ, chiết xuất từ đu đủ và dừa, dùng cho chó mèo mọi lứa tuổi luôn. Cái loại này thì kết hợp dầu gội và dầu xả, nó làm giữ ẩm da tự nhiên. Các bạn biết không, dùng các loại dầu gội thì của người hay của thú cưng đều giống nhau, đều là quá chất. Đôi khi mình dùng những cái sản phẩm nó không có phù hợp, làm cho da của mình, da của thú cưng càng ngày càng yếu đi, rồi khô, rồi viêm da, nấm da. Tại vì khi mà da nó bị yếu đi thì môi trường bên ngoài á, vi khuẩn rồi nó rất là dễ xâm nhập vào da, làm cho da thú cưng của mình rất là xấu, dễ bị viêm da, rồi ve bọt chét, rồi đôi khi lông nó bị sơ cứng rối. Tất cả đều là do mình lạm dụng quá nhiều vào cái dầu gội dầu xả, chứ không phải là đôi khi mình tắm thường xuyên là tốt đâu. Nhưng mà mình tắm mình phải chọn cái sản phẩm nào nó phù hợp nữa. Thì cái sản phẩm này bên Hachiko thấy là chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên hết, từ trái cây, tất cả trái cây, rồi ba cái loại dầu tràm, rồi những cái hạt chiết xuất từ tinh dầu. Mình thấy là rất là rất nó khi đôi khi nó còn tốt hơn cho cái sản phẩm dầu gội cho mình nữa. Tiếp theo mình giới thiệu cho các bạn là dầu gội Tropilin Lime Coconut, có nghĩa là chiết xuất từ chanh và dừa, kết hợp với có omega 3, omega 6 thì giúp cho thấm sâu vào cái làn da khi mình tắm á, rồi giúp cho da được giữ ẩm. Bên cạnh đó thì có cái quả aquafuji và lựu đỏ, giúp loại bỏ lớp lông rụng và rối khi tắm. Có nghĩa là khi tắm là những cái lông nào mà nó yếu gần chết hoặc là nó rụng thì nó rụng xuống luôn lúc tắm, thì làm cho môi trường trong nhà của mình luôn là sạch sẽ, không có bị lông chó hay lông mèo rụng vãi khắp nơi các bạn. Tiếp theo là mình xin giới thiệu cái loại là aquapuhi and coconut, tức là từ cái cây aquapuhi và dừa. Thì cái loại này cái công dụng chính của nó thì giúp màu lông trắng, có lông trắng màu sáng, cải thiện cái màu lông của thú cưng. Mình sử dụng thường xuyên thì giúp cho cái bộ lông thú cưng trở nên mềm mại, sáng bóng, và tất cả các sản phẩm này đều là có hương thơm đó các bạn, phải lưu hương. Đây, nhưng mà cái loại cái Aquapuhi này thì cải thiện cái bộ lông trắng của thú cưng, giúp bộ lông sáng trắng lên, càng tắm càng lâu thì nó càng tốt. Thì khi mà mình sử dụng loại sữa tắm cho các bé thì mình phải để ý là các bé nó phù hợp với loại sữa tắm nào, thì mình phải kiên trì mình sử dụng trong một thời gian dài thì mình mới biết được cái hiệu quả của cái sữa tắm, chứ không phải là mình mới tắm một lần xong cái mình thấy không hiệu quả là mình bỏ là không được nha các bạn. Cái gì cũng vậy, phải lâu dài, phải lặp đi lặp lại nhiều lần thì mình mới biết được cái công dụng, cái hiệu quả của nó có hiệu quả hay không. Xin giới thiệu cái loại oatmeal and tea tree. Oatmeal là bột yến mạch, chứ là tea tree là dầu tràm các bạn, trà tràm.
thì cái loại yến mạch này thì giống như mình thôi, ví dụ như mình sử dụng để tẩy tế bào chết thì ở trên thú cưng cũng vậy, thì lâu ngày da của các bé nó lão quá, nó có vảy vảy lên đó, thì mình trong lúc mình tắm đó, những cái loại vảy nó sẽ bong tróc lên và sẽ tái tạo một cái làn da mới để nuôi lông. Thì nói chung là những cái sản phẩm này nè, thì mình càng sử dụng thì càng bóng mượt lông, kích thích lông mọc dài. Bởi vì sao các bạn, tất cả cái dòng sản phẩm, bốn loại sản phẩm này đều có chiết xuất từ dừa. Một điểm chung đó là dừa, mà dừa thì các bạn biết là giữ lông tóc bóng mượt dài, rất rất là dài, và hạn chế rối ở trên thú cưng, hạn chế và giữ ẩm nữa, là có cái mùi thơm dịu nữa. Thì bốn loại bốn cái công dụng này, thì nếu mà các bạn có điều kiện thì mình nên mua bốn loại này về để mình thay đổi cho bé. Tại vì lâu ngày vài tháng thì chắc chắn một điều là bé vẫn phải cần tái tạo lại cái làn da mới. Cái thứ hai nữa là luôn luôn phải giữ cho cái làn da của bé sạch sẽ, giữ ẩm, chứ không phải là mình lạm dụng ba cái sữa tắm nhiều để làm cho da trở nên khô cứng đâu, mà cái sữa tắm này là chiết xuất từ trái cây, cho nên là luôn luôn giữ ẩm cho cái làn da, thì tránh cái vi khuẩn của môi trường tiếp xúc vào da của bé. Thì giờ chắc chắn một điều là bé sẽ hạn chế viêm da, nấm da, ngứa da đó, và giữ cái hương thơm rất là lâu nha các bạn. Hàng này là hàng của Mỹ, mỗi chai có dung tích là 355 ml, nhiều lắm, đậm đặc đó các bạn. Giá hiện tại ở Hachiko bán ra thì 199.000 cho đến 30 tháng 4 nha các bạn. Sau đó thì sẽ trở về giá là 255.000. Rồi các bạn nào mà bây giờ trong mùa dịch nè, mình ở nhà mình tắm cho em, thì mình nên mua cái loại sữa tắm nào mà nó chiết xuất từ thiên nhiên. Chứ mua quá chất thì đôi khi sử dụng lâu dài thì cũng không tốt. Và hiện tại thì bên mình có bán tại hệ thống ba cửa hàng của Hachiko nha các bạn. Các bạn truy cập vào trang web hoặc là gọi điện thoại hotline, các bạn nhân viên sẽ cho giao hàng cho các bạn, không cần phải ra ngoài đường đâu. Sản phẩm thứ hai trong chương trình giảm giá này của Hachiko đó là xịt thơm miệng. Xịt thơm miệng dạng bọt nha các bạn. Thì sản phẩm này cũng của Tropilin Mỹ, xuất xứ của Mỹ nha các bạn, xuất xứ của Mỹ nhưng mà giá Việt Nam, cho nên là rất là dễ thở và rất là dễ sử dụng. Các bạn mà yêu thú cưng là không nên bỏ qua cái sản phẩm này. Bởi vì sao? Nó có những cái ưu điểm như sao, có nghĩa là khi mà mình xịt á thì nó không có gây sẹt sẹt sẹt, nó làm cho thú cưng của mình hoảng hồn hoặc là mình khó phải xịt. Thì thú cưng của mình thì lâu ngày không có đánh răng nhưng mà vẫn ăn thịt, không đánh răng thì lâu ngày thì dĩ nhiên dẫn tới là hôi miệng, mảng bám răng, vàng ố răng, có khi viêm nú, các bé không ăn uống gì được luôn. Thì vì sao mình phải cần cái xịt này để ngăn ngừa mảng bám, rồi diệt khuẩn. Này là loại bỏ vi khuẩn gây hôi miệng luôn các bạn. Ví dụ như thú cưng hay thể hiện tình cảm bằng cách là liếm vào mặt, liếm vào bất cứ nơi đâu mà bé đụng chạm được tới mình, thì khi mà các bé liếm mình thì vi khuẩn, vô tình vi khuẩn hoặc là những cái mồ hôi làm mình thật là khó chịu. Thì mỗi ngày mình chỉ xịt cho bé, giống như là cái này xịt thì không cần phải đánh răng các bạn. Xịt thì từ cái sản phẩm này nó sẽ diệt khuẩn gây hôi miệng, rồi hạn chế mảng bám răng gây ố răng, vàng răng, hạn chế gây viêm nú, viêm răng này kia. Thì nếu mà mình thật sự yêu con thú cưng của mình thì mình phải nghĩ đến cái việc mà bé hơi thở nó không có được thơm, rồi bị viêm nú răng, không ăn uống gì được hết, thì mình phải nên mua cái sản phẩm này.
Thì hiện tại giá bán của trên thị trường là 295 ngàn. Nhưng mà từ ngày 10 tháng 4 cho đến ngày 30 tháng 4 thì hai chị cô chỉ bán 199 ngàn thôi các bạn ơi. Giảm tới 32,5% lận. Chỉ có sản phẩm này nha các bạn. Sản phẩm này hàng của Mỹ, tạo bọt, cho nên xịt vô tạo bọt rất là tiết kiệm. Các bạn mua một chai các bạn xịt còn nhiều, còn cả năm mới hết nếu mà con chó nhỏ. Cho nên là rất là tiết kiệm, không phải 199 ngàn mà mắc đó. Hàng của Mỹ nó khác các bạn, chất lượng khác. Rồi, nhưng mà hiện tại đang cái trong mùa giảm giá thì bên Hachiko giảm chứ giá thị trường của nó là 295 ngàn. Còn từ ngày 10 tháng 4 cho đến 30 tháng 4 bên Hachiko chỉ bán 199 ngàn thôi. Giá rất là dễ thở, rất là mềm và dễ sử dụng nữa. Mình chỉ xem mỗi ngày mình chỉ dành ra 1 phút để mình xịt tạo bọt vô trong miệng bé, là bé tự liếm rồi tự dẹp khuẩn rồi miệng lúc nào cũng thơm tho. Khi mà thể hiện tình cảm mà liếm mặt mình hay là này kia mình cũng cảm thấy tự tin nữa.